thì sẽ lấy một cái vài cái ví dụ một tí. Rồi. Cả hai lớp đều bài làm bài quản lý sản phẩm rồi. H2 làm quản lý sản phẩm chưa? Làm rồi ạ. Chưa nào nhỉ? Một bạn thử nói về bài quản lý sản phẩm nào. Xem là trưởng nào, trưởng lớp H2 làm quản lý sản phẩm chưa? Em làm rồi ạ. Lớp H2 còn bạn nào không làm quản lý sản phẩm không? Bạn nào chưa làm quản lý sản phẩm nào? Ủa, em đang làm nhưng mà... Em đang làm chuyện hôm qua anh Luân mới chữa bài đấy. Rồi, hôm qua Luân mới chữa bài này đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ thử tưởng tượng một tí nhé. Làm những cái thao tác ở trên quản lý sản phẩm này. Mình có một cái bảng như này. Rồi, các thao tác quản lý sản phẩm ở đây. Đây là một bảng này. Rồi đây là danh sách sản phẩm đúng không? Hôm trước là mình dùng một cái mảng để mà mình để tên sản phẩm ở đây đúng không? Ví dụ là 1 này, 2 này, 3 này. Đúng chưa? Thế các sản phẩm ở đây, thế là mình dùng một mảng để lưu cho toàn bộ cái đám này đúng không nhỉ anh em nhỉ? Mình dùng một mảng array để lưu tên sản phẩm. Rồi thế thì bây giờ mọi người sẽ thấy cho Kiều Anh đấy là thực tế cuộc sống ở trong của mình ấy thì đâu phải là nó có mỗi một tên sản phẩm đâu đúng không mọi người? Đúng không? Ví dụ như là bây giờ mọi người đi mua hàng thì mọi người sẽ thấy là mình sẽ có số lượng sản phẩm nữa này, rồi mình sẽ có giá của cái sản phẩm đấy này, rồi mình có số lượng này, mình có giá này, rồi mình có màu sắc này, rồi mình có hạn sử dụng hay rất nhiều những cái thông tin khác nữa. Đúng chưa? Thế thì các cái đối tượng ở trong cuộc sống của mình ấy thì nó không chỉ có tên mà mình lưu ở một mảng mà để lưu tên thôi, thì cái đấy thì nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu của mình. Rồi đấy là về sản phẩm nhá. Hoặc như ví dụ mà chúng ta đang ngồi ở đây thì chúng ta đều là những cái con người được quản lý bởi hệ thống quản lý của nhà nước chẳng hạn. Đúng không? Thế thì hôm trước mình làm thì mình chỉ làm được một phần thôi. Đấy là tên của sản phẩm. Mình chỉ làm được tên của sản phẩm thôi. Thì như mọi người thấy là một cái tên của sản phẩm đấy thì nó sẽ không đáp ứng được hết cái yêu cầu ấy. Thì rồi nữa là cái cách mà mình để lưu trữ ở trong mảng như thế này thì nó sẽ mai này giả sử như mình muốn quản lý giá này, mình muốn quản lý thêm giá, số lượng hay hạn sử dụng các thứ nữa. Mà nếu mà mình vẫn tiếp tục làm theo cái cách mảng như thế thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả quản lý của mình. Được chưa các em ơi? Bây giờ tưởng tượng nhá, em cho anh Duy làm một cái quản lý sản phẩm mà bao gồm cả tên, cả giá, cả ngày tháng, thì mình dùng ba cái mảng đấy có phải là khó không ạ? Mọi người hiểu ý em không ạ? Dùng mảng hai chiều thì... vâng. Mảng hai chiều cũng thế là mình theo là ID đúng không, 1, 2, 3 hay cái gì vậy, cái gì 1, 2, 3 này, hay là ID 1, 2, 3 ấy, thì mình sẽ khó nhìn được là đâu là giá của thằng nào. Nhá, chỗ này thì sẽ ví dụ một tí, ví dụ như mảng hai chiều chẳng hạn. Đây, mình sẽ viết thử một cái mảng hai chiều xem thử nhá. Đầu tiên là chiều đằng này sẽ là tên của sản phẩm chẳng hạn, ví dụ như là tên là bút Thiên Long. Xong thì thằng tiếp theo nữa sẽ là khăn lau bảng chẳng hạn. Đấy, thế mảng dưới này giả sử bút Thiên Long bây giờ là 10.000 chẳng hạn. Đấy, xong rồi khăn lau bảng thì mình sẽ là 15.000 chẳng hạn. Kiểu thế này. Thế thì khi mà mình muốn dò tiếp những cái phần tử ở đằng sau thì mình lại phải xem nó là cái thứ mấy. Giả sử như mình muốn sửa giá của bút Thiên Long, mình lại phải dò xem là cái bút Thiên Long là thứ mấy, xong rồi mình tương tác lại cái phía bên này đúng không? Đúng không các em? Nếu mình quản lý mà những cái mà nó có nhiều những cái mà mình cần quản lý hơn và mình lại yêu cầu nó đi cùng với nhau ấy, thì cái cơ chế quản lý cũ của mình nó không đảm bảo được. Thì hôm nay mình sẽ học sang là lập trình hướng đối tượng đây. Thế thì ngày xưa ví dụ như là không thì ngày xưa như hôm qua chúng ta mà tiếp cận với cả cái cách là chúng ta tiếp cận với là một bài toán mà nó chỉ có là hàm thôi, là mình thử nghiệm một chức năng gì đấy, thì mình sẽ nhìn xem là ví dụ bây giờ mình định sửa tên chẳng hạn, sửa tên của bạn trưởng hay là sửa tên của bạn Lộc hay là sửa tên của bạn Lập chẳng hạn, thì mình nhìn theo hướng là các cái function. Còn bây giờ ấy, khi mà mình học sang một hướng khác, đấy là hôm nay mình sẽ học sang OOP ấy, thì mình sẽ nhìn ví dụ như là Quang Anh thì là một đối tượng, Dương Vũ thì là một đối tượng, Nam Khánh thì là một đối tượng. Thì hôm nay mình sẽ sang lập trình hướng đối tượng một tí nhé mọi người nhé. Bài lập trình hướng đối tượng này thì mình sẽ có hai bài, đấy là bài hôm nay và bài ngày mai để mà mình luyện tập. Thì tương tự như ở trong lập trình hướng, tương tự như ở trong những cái bài trước của Jim ấy, của cô Jim ấy, thì mình sẽ có một cái bài ngày hôm nay để mình tập trung và mình học lý thuyết, và bài ngày mai thì mình sẽ tập trung làm thực hành. Tiếp nữa là OOP thì cũng như các cái concept mà mọi người được học thôi.
Hôm nay mình học một ít xong rồi sang module sau mình lại học thêm nữa cho các anh em. Rồi, mục tiêu bài ngày hôm nay ấy, thì mọi người sẽ trình bày được cái mô hình của lập trình hướng đối tượng. Nhưng cái này ấy, thì mình sẽ chưa kỳ vọng là anh em đùng một phát mà anh em nói ra được là như cái khái niệm hàm là cái gì hay cái khái niệm biến nó là gì. Bởi vì cái mô hình này thì nó hơi, mai này thì nó hơi đi sâu vào những cái khái niệm của lập trình, ví dụ mọi người học sang Java hay mọi người học sang PHP ấy, thì nó sẽ đi sâu hơn. Còn nội dung của bài học ngày hôm nay thì mọi người sẽ trình bày được cho Kiều Anh cái khái niệm lớp, đối tượng, phương thức tổng tính, phương thức khởi tạo, các thứ đấy ạ. Ở dưới này là liên quan đến khái niệm lớp, sử dụng lớp và sử dụng đối tượng. Được không? Rồi, thế thì đầu tiên Kiều Anh sẽ lướt qua một phần đầu về cái mô hình lập trình hướng đối tượng một tí nhá. Rồi, ngôn ngữ lập trình này thôi thì Kiều Anh sẽ không nói lại thằng này nữa. Rồi, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nhá, thì viết tắt của từ OOP thì mọi người sẽ nhìn thấy cái này khi mà mọi người học lập trình ở bất kể một ngôn ngữ nào thì nó cũng sẽ đều có khái niệm là OOP. Thì OOP là viết tắt của cái từ gì? Chữ O đầu tiên ý, là viết tắt của từ Object. Chữ O thứ hai là Oriented. Chữ O thứ ba là Programming. Thì cái này là lập trình hướng đối tượng. Thì nó là một cái triết lý thiết kế chương trình mà nó làm cái gì? Nó coi tất cả những cái thành phần ở trong cái chương trình của mình là các đối tượng. Nó coi tất cả những cái thành phần ở trong chương trình của mình là các đối tượng. Và những cái việc mà các bạn tương tác với các cái đối tượng đấy thì sẽ thông qua các cái, nếu mà mình xây dựng các hàm ấy, thì đơn giản là các hàm này nó tương tác thông qua các đối tượng thôi. Rồi, thế thì ở trong phần này thì mọi người chú ý cho em nhé. Đối tượng thì bao gồm thuộc tính và hành vi. Rồi, chỗ này thì Kiều Anh sẽ lấy ví dụ một tí. Ví dụ như là bây giờ mọi người liệt kê cho Kiều Anh con mèo thì mọi người nghĩ gì khi mà mọi người làm việc có con, nếu mà mọi người có một con mèo. Mọi người liệt kê cho Kiều Anh một vài cái hành vi của nó xem nào. Ăn, ngủ. Ăn này. Ngủ. Nghịch. Ok, nghịch này. Bắt chuột. Ok, bắt chuột. Thịt. Ok. Rồi, gì nữa? Rồi, con mèo. Thế thì đây là cái hành vi của nó. Thế còn cái thuộc tính của nó, thử liệt kê một vài thằng xem nào. Chủng loại có tính. Ok, chủng loại. Màu da, màu lông. Ok, màu lông. Gì nữa nào? Chiều dài lông, dài hay ngắn? Ok. Chiều dài lông. Kêu. Kêu thì nó sẽ là ở trên động từ ở trên này nhá. Đó. Rồi thì đây là mọi người sẽ liệt kê một vài cái đặc điểm chung của mèo. Thế thì bây giờ giả sử mà Hiếu Vương có một con mèo chẳng hạn thì chị sẽ tạo ra một con mèo của Hiếu Vương nhá. Hiếu Vương có mèo không? Em có. Rồi con mèo của em tên là gì? Bá Phương. Tên là Thọ. Thọ à? Như này hả? Phần sấm ạ. Vâng. Như này hả? Đúng ạ. Ừ, rồi ok. Con mèo Thọ thì nó ăn gì hả em? Nó ăn gì? Nó ăn hạt ạ. Rồi, ăn hạt này. Nó ngủ bao nhiêu tiếng một ngày? Ngủ tầm 3 đến 4 tiếng ạ. 3 đến 4 tiếng một ngày thôi á? À không ạ, 3 đến 4 tiếng một ngày đó. Ngủ phải tầm 12 tiếng ạ. Như người Rồi, ok. Rồi, ok. Nó hay nghịch cái gì? Nghe tên thấy mèo đẹp rồi nhỉ? Nó hay cắn người. Ok, cắn người đồ chơi. Cắn quần áo. À, ok, đồ chơi. Nó có bắt chuột không? Nó không ạ. Ok. Nó đi xếp ba bồ chứ ạ? Kêu như nó mèo thường ạ. Mèo mèo, ok. Vâng. Nó thuộc chủng loại gì? Anh lông ngắn ạ. Ok. Màu lông của nó là màu gì? Xám cho ạ. Ok. Nó là lông ngắn đúng mình không? Mình xin giá nhá nhờ. Rồi mọi người ơi, đây là một con mèo nhá. Ok, thế là bây giờ giả sử là Kiều Anh có một con mèo của Kiều Anh. Rồi, nó tên là Mì. Rồi, nó ăn cá và cơm. Rồi, nó cũng ngủ 12 giờ một ngày. À thôi, để cho nó khác với cả con mèo của Hiếu một tí đi, 13 giờ một ngày. Rồi, ok, nó cào quần áo.
Nó có bắt chuột, nó cũng kêu meo meo. Chủng loại mèo ta. Nó kêu gâu gâu mới là kỳ chị ạ. Rồi, chủng loại mèo ta. Rồi, ok, màu lông là mèo mướp. Cái đấy gọi là gì nhỉ? Thôi cứ gọi là mèo mướp cho em tưởng tượng ra được luôn. Ok. Mèo có lông. Hình như là đen xám đúng không? Màu. Ok. Nhà em cũng có con mèo xanh xanh trắng. Em mòn đấy. Đúng rồi. Mọi người ơi, mọi người theo dõi cho Kiều Anh ở trên này nhá. Thế thì cái mà chúng ta chỉ miêu tả ở cái phần bên này thôi, mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Cái mà chúng ta vừa miêu tả một cái con mèo ấy mà chúng ta liệt kê ra đây ấy. Đây này. Thì đây được gọi là lớp. Được không? Một lớp thì nó chỉ chung chung thôi. Là ok, con một con mèo thì nó sẽ có thuộc tính là chủng loại, màu lông với chiều dài lông rồi màu mắt các thứ ở trong này. Thì cái mà mình liệt kê ra đây nó chỉ là cái tính chất, rồi cái tính chất này, rồi là cái hành vi của nó thôi. Được chưa? Còn cái thằng mà mọi người sẽ cụ thể ra như này. Ví dụ như là con mèo của Hiếu thì là nó là một con mèo này. Được chưa? Con mèo của Kiều Anh thì là con mèo này. Đấy. Thế thì một cái mà nó lù lù ra đây nó là một đối tượng cụ thể rồi, và những cái thằng này nó có giá trị hết rồi này. Em thấy không? Những thằng này nó sẽ được có giá trị hết. Ví dụ là con mèo thì là có con mèo thì nó bắt chuột, có con mèo thì không, đúng không? Nhưng mà nếu mà đã là con mèo của, nếu mà đã là một con mèo của Kiều Anh chẳng hạn, thì nó phải kết luận ra là con này nó có bắt chuột hay không. Rồi đã là một con mèo thì nó sẽ là có hẳn thuộc tính nên là nó ăn cái gì. Rồi đã là một con mèo thì nó phải có màu lông. Ví dụ như bây giờ nhá, mọi người chú ý cho Kiều Anh nhá. Ví dụ bây giờ bảo là màu mắt chẳng hạn. Màu mắt, thế thì cái màu mắt của con mèo ấy thì mình chưa xác định được. Nhưng mà đã là một con mèo của Hiếu thì mình sẽ xác định được đấy là màu mắt gì. Đã là con mèo của Kiều Anh thì mình sẽ xác định được đấy là màu mắt gì. Được không? Thế thì từ cái thằng này mọi người câu ra cho Kiều Anh nhá. Thì đây là khái niệm, là cái bản mô tả như thế này thôi. Thì được gọi là lớp. Bản mô tả thôi, nó chỉ bao gồm là mô tả là thuộc tính là gì, phương thức là thuộc tính là gì, phương thức là gì, những cái mà chỉ mang tính chung chung thì được gọi là lớp. Được không? Còn cái thằng mà anh em đang cụ thể cái thằng đấy ra, ví dụ như hai con mèo lù lù ở đây, thì đấy là đối tượng. Được chưa? Được chưa anh em nhỉ? Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử sang một cái thằng khác để mà mình lấy ví dụ nhá. Thì bây giờ giả sử kiểu anh lấy ví dụ là bây giờ cái bút này, mọi người nhìn thấy cái bút này Kiều Anh đang cầm trên tay này, thì theo mọi người cái bút này là đối tượng hay là lớp? Đối tượng. Đây là đối tượng. Đúng rồi, cái bút này là đối tượng. Rồi, Kiều Anh có thêm một cái thằng nữa. Ví dụ như là cái điện thoại này. Đây, điện thoại này của Kiều Anh thì đây là đối tượng hay là lớp? Đối tượng. Đối tượng ạ. Đúng rồi, thì đây là đối tượng, có nghĩa là một cái vật thể mà mọi người đặt nó, mọi người nhìn thấy là hiển hiện trước mặt mình rồi, thì đấy là đối tượng. Được chưa? Được chưa các anh em ơi? Ok chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ sang một cái ví dụ tiếp nhá. Mình sẽ thử lập một cái thằng khác. Bây giờ mình sẽ xác định một cái lớp. Anh em chắc là chúng ta đều có điện thoại đúng không? Rồi ok, chúng ta đều có điện thoại này. Thì bây giờ mọi người liệt kê cho Kiều Anh điện thoại thì có những cái chức năng gì? Nghe, gọi. Ok. Lướt web. Ok. Thử game. Nhắn tin. Đó, rồi tạm thấy mấy thằng này thôi nhá. Rồi thế thì nó sẽ có những cái thuộc tính gì? Thước tên điện thoại. Ok, tên điện thoại. Dung lượng. Ok, hãng điện thoại, thước, dung lượng ạ. Ok, chip. Hãng này, dung lượng này, chip điện thoại, chip này, gì nữa, camera, rồi ok, màn hình chẳng hạn nhá, được không? Rồi số lượng sim chẳng hạn, được rồi, tạm thế này nó sẽ có rất nhiều được cho các anh em ơi, được không? Rồi thì bây giờ thì ví dụ như là nếu mà là điện thoại của bây giờ giả sử điện thoại của bạn nào đi thì sẽ lấy cho Kiều Anh một cái ví dụ nhá.
Giả sử điện thoại của bạn bạn trường lớp H2 đi. Trường thì phải đổi thành máy tính kia. H2 lớp H2. Của trường lớp H2 nào? Tên điện thoại là gì? iPhone. Rồi, hãng là gì nhỉ? S6. Ok. Dung lượng. Nghe gọi 64. Ok. Chip là gì nhỉ? Chẳng nhớ. Chip A15 có i7 luôn. Ghi được, ghi bữa A mấy là được. Rồi, ok, màn hình bao nhiêu anh? Màn hình 5.5 inch. À. Số lượng sim? Một sim. Ok. Một sim được chưa nhỉ? Rồi, thế thì mọi người sẽ nhìn nhá. Ví dụ như một cái điện thoại thì mình sẽ xác định được hết tất cả. À, đây là điện thoại của trường chẳng hạn nhá. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ ngồi phân tích điện thoại của ai đấy đi, lớp H2 nào. À, Thành nào. Thành ơi. Đây, chuẩn luôn. À, điện thoại của em là Redmi 9C ạ. Gì nhỉ? Redmi 9C. Redmi 9C à? Như này hả? Vâng ạ. Ồ. Tên nghe thần kỳ. Magic. Rồi. Hãng là của Xiaomi ạ. Xiaomi như này hả? Vâng. Xiao. Như này đúng không? Đúng chữ O rồi thì phải. Viết như đọc vậy ạ. Xiaomi ạ. À. Không cần quan trọng đâu. Đấy ạ. Rồi, ok, gì nữa? Dung lượng là 64GB. 64, rồi ok. Chip. Chip thì em không nhớ. Ừ, rồi, ok, màn hình. Em không nhớ luôn ạ. Rồi, ok. Hai sim. Rồi, ok. Mọi người ơi, ví dụ như những cái điện thoại này nhá, mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Ai tắt mic cho Kiều Anh với? Rồi, mọi người ơi, ví dụ như cái điện thoại này, ở đây thì mình sẽ có hai cái điện thoại này chẳng hạn. Thì những cái như thế này thì mọi người sẽ xác định được luôn. Mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Bây giờ mình sẽ xác định được luôn những cái thằng này. Thì ok, đây là được gọi là thuộc tính, được chưa? Yeah, ví dụ thuộc tính của điện thoại của trường, điện thoại của Thành sẽ được xác định luôn. Đúng không? Nhưng mà ví dụ như là trong phần này có các cái phương thức. Anh em nhìn thấy các cái phương thức đây không ạ? Rồi, các cái phương thức ở đây. Thế thì bây giờ giả sử như lúc nào trường cần thì gọi mới gọi ra đúng không? Trường cần thì mới gọi là điện thoại đâu? Cầm điện thoại lên xong nhấn nút gọi thì đơn giản đấy là gọi một cái phương thức đúng không? Thế thì gọi một cái phương thức ở trên điện thoại của trường thì nó sẽ khác với việc là gọi phương thức ở trên điện thoại của Thành. Yeah. Thế thì lúc nào mà mình cần gọi ra thì nó mới hiển thị ra những cái thằng phương thức ở đây. Yeah. Thì tí Kiều Anh sẽ kết luận sau nhá. Bây giờ mọi người nhìn vào cho Kiều Anh hai cái thằng này. À, trong phần này thì mình vừa nói đến là những cái thuộc tính và phương thức. Thì chỗ này mọi người nhìn lại cho Kiều Anh nhá. Đây, cái phần mà Kiều Anh cái tô cái màu ở dưới mà Kiều Anh viết ở dưới này. Thì đây là thuộc tính. Rồi, cái phần mà Kiều Anh viết ở cái đằng trên này. Rồi, đây là phương thức. Yeah, rồi, một bản mô tả hay còn gọi là lớp thì nó sẽ bao gồm thuộc tính và phương thức. Yeah, rồi, mọi người nhìn nhá, thuộc tính và phương thức. Anh em nhìn rõ không? Anh em nhìn rõ trên màn hình không ạ? Rồi, tương tự bên này cũng thế. Bây giờ mình vừa kết luận là cái điện thoại này, đây, cái thằng này thì là lớp đúng không? Và mỗi cái điện thoại này thì là đối tượng, được chưa nhỉ anh em nhỉ? Thế thì mọi người nhìn cho Kiều Anh, đây là cái này là phương thức, còn dưới thì là thuộc tính. Thì mọi người cho Kiều Anh biết là mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá là mình dùng cái gì để thể danh từ hay là động từ để thể hiện thuộc tính? Danh từ. Dùng danh từ. Danh từ. Tính từ chưa? Tính từ. Danh từ hay là động từ để thể hiện thuộc tính? Danh từ. Tính từ.
Ok, tính từ cũng được rồi, tính từ có dùng danh từ được không? Có, chắc cũng có. Đi luôn. Chủng loại okay. Kia thì là danh từ. Được, rồi tiếp tục nữa. Thế là ở dưới này thì mình sẽ dùng danh từ hoặc là tính từ để thể hiện thuộc tính đúng không? Có bao giờ mình dùng động từ để thể hiện thuộc tính không? Được. Thế thì những cái mà ví dụ như phương thức thì mình mới sử dụng động từ. Mọi người theo dõi được cái anh nhá. Đây, phương thức này, động từ. Được. Có nghĩa là những cái liên quan đến hành vi, phương thức thì mình sử dụng động từ. Được. Còn những cái mà liên quan đến thuộc tính, ví dụ như thế này, thì mình sẽ sử dụng danh từ hoặc là tính từ. Được chưa các anh em ơi? Ok chưa? Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Mình sử dụng một thằng, mình để mà mô tả được một lớp, thì mình sẽ có phương thức và thuộc tính. Thế thì thuộc tính thì mình sẽ sử dụng danh từ hoặc là tính từ. Còn phương thức thì mình sẽ sử dụng động từ để thể hiện nó. Và cái mà Kiều Anh vừa phân tích cho các bạn ở đây thì một cái thằng như thế này bao gồm 3 phần như thế này được gọi là sơ đồ lớp. Dạ, 3 cái thằng như thế này được gọi là một cái phần mà bao gồm 3 thằng như thế này được gọi là sơ đồ lớp nhá các anh em nhá. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thử. Mình sẽ bắt đầu ngồi thử với nhau một cái sơ đồ lớp, là mình sẽ ngồi mình sẽ tạo ra một cái sơ đồ lớp đấy. Rồi. Thì để Kiều Anh kết luận lại nha. Cho mọi người nhìn một bài tập ở trên G một tí. Khái niệm lớp và khái niệm đối tượng anh em phân biệt được chưa? Lớp chỉ đơn thuần là bản mô tả bao gồm tên lớp, tên thuộc tính, tên phương thức. Được chưa? Đối tượng thì nó sẽ là một thể hiện cụ thể của cái bản mô tả đấy. Được chưa nào anh em nhỉ? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào khái niệm lớp nhá. Đi vào khái niệm lớp. Khái niệm lớp thì nó sẽ bao gồm là tên của lớp này, phương thức này và thuộc tính. Mọi người có thể thay đổi vị trí của hai thằng này đều được. Thế thì để mà thể hiện rõ ràng nhất cái phần là lớp như thế này thì mình sẽ dùng một khái niệm tên là bản mô tả. À, bản mô tả lớp thì nó sẽ bao gồm 3 thành phần. Là tên của lớp, tên thuộc tính, rồi và hành vi. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hành với một bài để xem chúng ta nhận diện được cái tên của lớp nó như thế nào. À, một cái bài lớp nó như thế nào nhá. Bây giờ mình chỉ vẽ sơ đồ lớp thôi nhá mọi người nhá. Vẽ sơ đồ lớp thôi. Anh em viết cho Kiều Anh cái sơ đồ lớp của cái bài này. Sơ đồ lớp của bài này nhá. À, bây giờ mọi người viết cho Kiều Anh cái sơ đồ lớp của thằng này. Đó, mọi người viết ra giấy ạ. Đây, Kiều Anh gửi cái link này qua James cho anh, qua cái thằng này cho các anh em làm luôn nhá. Đây, đề bài đây ạ. Rồi. Rồi. Đây là đề bài nhé mọi người nhé. Xây dựng lớp có hai thằng này. Còn có bây giờ Kiều Anh nhiều hai bạn, một bạn lớp H1 và một bạn lớp H2 vào trong cái Gmod này vẽ cho Kiều Anh cái sơ đồ lớp. Jim Han là ai nhỉ? Jim Han là bạn nào lớp H2 nhỉ? Là em, Trần Hán ạ. À, Hán đúng không? Rồi ok, Hán vào viết cho Kiều Anh một cái sơ đồ lớp ở trong cái Gmod này nhá. Hán biết dùng cái Gmod này chưa? À, chưa gì ạ. Rồi ok, thì nếu mà em muốn viết chữ nhá, thì em sẽ dùng cái chữ T này này. Xong đặt vào đây xong em viết. Được chưa? Được chưa nhỉ? Hán ơi. Vâng, vâng ạ. Em kích vào Gmod được chưa? Rồi, H1 thì Kiều Anh nhờ Long nhá. H1 thì nhờ Hoàng Tiến Cường nhá.
Tiến Cường nhá, Tiến Cường ơi. Rồi, hai bạn nhá, mỗi bạn viết một bên nhá. Rồi, còn các bạn nó khác viết ra giấy. Kiểu anh là để tham bóc tầm 2 phút nhá. Viết ở đâu hả chị? Đây này, lên cái Zenbot này, kiểu anh gửi cái Zenbot này lên trên cái phần Zoom rồi đấy. Anh ơi. Vâng. Anh hắn vào được chưa nhở? Rồi muốn nhập chữ thì vào đây nhá. Bài nào nhở cô nhỉ? Đây ạ, em gửi lên trên đấy rồi ạ. Đây, bài xây dựng. À, hình chữ nhật. Đúng rồi, hình chữ nhật. Viết mỗi mình lớp thôi chị ơi. Đúng rồi, viết mỗi mình lớp thôi. Viết cái bản mô tả lớp ra. Mẹ ơi, đói ăn thêm bánh đi mẹ. Ăn thêm nữa đi. Mỗi người làm một cái nữa đi. Mọi người viết xong thì mọi người chụp ảnh lên trên thread ở trên Slack mà kiểu anh gửi nhá. Bật tính nhỏ đi tí không? Chị cho anh xem hỏi. Ơi, chị đây. Thế thì bài có câu là thay đổi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Đấy là mình nhập vào từ bàn tín là mình mặc định. Từ từ, đoạn này chưa liên quan đến này nhá, Thành ơi. Mình cứ biết bản mô tả thôi. Là có phương pháp. Chứ em đang làm cái đấy sẵn là em. À, mình không nhập, mình không những thao tác từ bàn phím thì mình tách riêng ra. Mình không để nhập vào đây mà là có sẵn. Vâng, dạ. Chị hướng dẫn cho. Rồi.
Rồi mọi người ơi, hết 2 phút rồi, mọi người ghi xong chưa? Không ạ. Mọi người pet cái đấy lên trên stack để kiểu anh xem nhá. Rồi, xem về cái phần sơ đồ này nè. Ơ? Cường ơi, em vào đây ghi cho chị đi. À bên này hả? Bài làm của lớp H1 đây hả? Ờ rồi rồi được rồi. Rồi ok. Anh em paste cái link để lên trên.